Thưa quý vị, mặc dù lượng khách du lịch đến Bà Rịa Vũng Tàu tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, cùng với đó nhu cầu sử dụng vật liệu, thực phẩm của người dân cũng tăng gấp nhiều lần ngày thường, nhưng môi trường trên địa bàn tỉnh dịp Tết này vẫn được đảm bảo sạch sẽ, đặc biệt là các điểm tập trung đông người như là hội hoa xuân, đường hoa, bãi biển, công viên. Thành phố Vũng Tàu là địa phương có lượng rác thải phát sinh nhiều nhất tỉnh. Mỗi ngày, thành phố Vũng Tàu phát sinh khoảng 420 tấn rác thải sinh hoạt. Còn những ngày cận Tết và trong Tết, khối lượng rác tăng từ 30 đến 50%, thậm chí gấp 3 đến 4 lần so với ngày thường, phần nhiều phát sinh từ lượng khách du lịch. Để đường phố sạch sẽ, bãi biển được sạch đẹp, Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu đã tăng cường nhân lực, phương tiện, đảm bảo toàn bộ rác trên địa bàn được thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý kịp thời. Ngoài những cái phương tiện có sẵn của công ty ấy, thì công ty cũng chủ động đi thuê thêm của các cái đơn vị ngoài, và đồng thời là cũng thuê thêm khoảng 100 công nhân ngoài nữa để làm thời vụ trong những ngày này. Bắt đầu quay trở lại công tác thu gom rác sinh hoạt từ mùng 3 Tết, huyện Xuyên Mộc cũng tăng cường nhân lực vận hành trạm trung chuyển và các xe chuyên dụng vận chuyển rác. Còn tại những điểm du lịch, đường hoa, công nhân vệ sinh trực xuyên Tết, không có ngày nghỉ, vì vậy suốt những ngày Tết, trên địa bàn huyện không xảy ra tình trạng ứ đọng rác. Nếu mà ngày bình thường thì nhóm công nhân sẽ có ngày nghỉ và mỗi tổ trực luân phiên. Nhưng mà với cái thời điểm cao điểm như là ngày Tết như vậy thì cái lượng rác rất là nhiều. Mọi tổ công nhân của chị đều hoạt động hết công sức để đảm bảo cho mình cái tiến độ rác cũng như là cái số lượng rác được giải phóng đi. Còn tại thị xã Phú Mỹ, dù không quá áp lực về rác từ khách du lịch, thế nhưng đây lại là địa bàn đông dân cư, nên việc đảm bảo toàn bộ rác sinh hoạt được thu gom triệt để cũng được địa phương chú trọng. Trong những ngày này, rác được thu gom từ rạng sáng đến chiều tối, các xe ép rác đều được tăng cường thêm người để hỗ trợ. Chúng tôi đã tăng cường thêm xe, tức là ở địa phương thì tôi sẽ kéo xe thêm về, hai xe để làm sao không bị tồn đọng. Thì chạy tăng tuyến, tức là có thể là ngày hôm đó thay vì là chạy tới chiều thì có thể là xuống tới chiều tối nữa đấy, để làm sao đảm bảo cái ngày hôm đó là cho xe nó trên địa bàn rác nó được xanh sạch đẹp. Ghi nhận trong những ngày nghỉ Tết, lượng rác trên toàn địa bàn tăng lên khoảng 1.300 đến 1.500 tấn mỗi ngày. Tuy nhiên, các địa phương trong tỉnh đều chủ động thu gom đúng giờ, vận chuyển rác kịp thời về khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, nên môi trường đường phố, khu dân cư lẫn các khu du lịch trên địa bàn tỉnh luôn đảm bảo sạch sẽ.